Các em nha, video này mình giới thiệu cho tất cả em lớp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là Zigo. Một con Zigo này nó có chạy trên hai nền tảng các bạn. Trước kia thì con Zigo này chạy nền tảng ETH EC20 các bạn. Nay thì chương trình iGov này nó đã thêm một cái mạng là Hubi EcoGen nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn đi phần link mô tả của mình, các bạn mở link form ra các bạn. Thì nhiệm vụ khá là đơn giản. Thì nhiệm vụ thì các bạn join vào hai kênh group nè, một kênh group kênh Chiller nè, tại Twitter các bạn theo dõi các bạn, và các bạn copy hát tác này giúp mình. Hiện tại cái nền tảng Hubi EcoChain này nó đang trong chương trình bán hàng EO các bạn. Thì các bạn bấm vào một tweet nè các bạn, tweet Binance nè. Thì những nhiệm vụ kia các bạn tự làm đi nha, join group follow theo dõi vậy. Rồi các bạn gì bấm nút like nè, bạn tự quyết nè, chỉ dặn tự quyết nè bạn. Rồi các bạn bắt cái tắt này vào các bạn, rồi các bạn test lại nè. Sau khi các bạn test lại thì các bạn cũng mở tự quyết ra các bạn. Các bạn nhập vào ba dấu gạch nè, bạn nhập vào hồ sơ nữa các bạn, username của mình nè các bạn. Thì các bạn bấm vào mục chia sẻ nè các bạn, các bạn sao chép liên kết đến từ Twitter các bạn. Rồi thì các bạn mở cái link form hồi nãy ra nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu. Rồi các bạn dán vào cái link tweet nãy nè các bạn. Rồi tiếp tục thì tại Twitter thì có username hồi nãy các bạn, mình chỉ cho các bạn đó, ở cộng MMO các bạn, Ngọc Anh. Tiếp tục thì Telegram thì các bạn mở cái Telegram mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào bài gạch cùng các bạn, các bạn vào setting nè, thì sẽ thấy cái username mình nằm chỗ này nè. Các bạn nào chưa cài đặt thì cài đặt nha các bạn. A cộng anh 1133. Tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ Hubi Wallet nha các bạn. Thì bạn nào chưa biết tạo ví thì mình vào danh sách phát của mình có để cái video hướng dẫn tạo ví Hubi Wallet cho tất cả các bạn, để con này trên tảng Hubi Smart Chain các bạn. Rồi các bạn chờ xíu nha các bạn. Các bạn bấm vào một wallet này các bạn. Rồi các bạn chọn vào con HT này các bạn. Các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn chạy về bot nè. Các bạn bắt vô đây nha các bạn. Khoan các bạn chờ mình chút xíu để mình. Rồi bạn chọn Z nha bạn, do you join idol. Rồi hỏi có join không, các bạn có nha bạn, đồng ý. Rồi bạn gỡ nha bạn, no là không, máy bay là good, chào tạm biệt. Rồi các bạn như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này, góp nhận 100 token Zigo. Trên đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nha.